Sự nghiệp của năm anh trai được dự đoán bị loại ở Anh Trai Say Hi, Jin Tuấn Kiệt gây tiếc nuối. Mới đây, tập 6 Anh Trai Say Hi mở màn hấp dẫn với phần chọn 6 đội trưởng và lập đội với luật chơi thú vị khi đề cho cả đội trưởng. Và các thành viên đều nắm thế chủ động, tạo ra những tình huống hài hước giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên, sau tập 7, dự đoán sẽ có 5 anh trai tiếp theo sẽ bị loại. Và đó chính là Jin Tuấn Kiệt, Win, Dương Domic, Hải Đu và Capson. Và clip hôm nay, Hero Thanh sẽ cùng bạn nhìn lại sự nghiệp của 5 anh trai sắp bị loại này nhé. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Hải Đăng Du được cho là lận đận khi tham gia Anh Trai Say Hi. Ở ngay sân khấu đầu tiên, anh bị chấn thương ở tay và không thể nhảy cùng nhóm hút. Ở nhà chung, anh cũng bốc thăm trúng hình phạt trừ điểm cá nhân. Hải Đăng cũng nằm trong nhóm hát You Had Me at Hello, ca khúc có điểm bình chọn thấp nhất trong 8 ca khúc ở vòng thi 2. Chưa kể sự nghiệp của Hải Đăng khá mờ nhạt trước khi ghi danh chương trình. Anh nổi tiếng nhờ kênh TikTok tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ và cover một số bài hát. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Hải Đăng Du còn tích cực tham gia nhiều sân chơi khác nhau và không ngại đối mặt với những thử thách mới. Nhờ vào sự nỗ lực và không ngừng học hỏi, nội dung mà anh mang đến luôn tươi mới, tích cực và có giá trị đối với người xem. Ngoài thời gian làm việc, anh còn là một tín đồ của du lịch. Anh thường xuyên khám phá các địa danh nổi tiếng để có thêm nhiều trải nghiệm và tận hưởng tuổi trẻ của mình. Với ngoại hình điển trai, giọng hát trầm ấm và khả năng chơi đàn điêu luyện, anh đã khiến công chúng bất ngờ khi giành ngôi vị quán quân của cuộc thi âm nhạc Trời Sinh Một Cặp trên sóng đài truyền hình quốc gia. Chiến thắng này đã mở ra con đường mới cho Hải Đăng Du với vai trò ca sĩ. Với mục tiêu trở thành một nghệ sĩ trẻ đa năng và khao khát vươn ra quốc tế, Hải Đăng Du đã hợp tác với nghệ sĩ Thái Lan để làm mới ca khúc Mong Nan Nan, một bản hit từng viral khắp thế giới. Phiên bản Việt hóa của ca khúc này do anh thể hiện đã nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng fan trẻ. Jin Tuấn Kiệt có lượng fan đông đảo nhờ vẻ ngoài điển trai và tần suất tham gia các game show truyền hình. Đến với Anh Trai Say Hi, Jin Tuấn Kiệt lại khá mờ nhạt vì kỹ năng hát nhảy đều không chuyên. Anh có chiến thắng ở đêm thi 1 nhưng sang đêm thi 2 lại gần như tàng hình khi trình diễn ca khúc You Had Me at Hello. Nhóm anh xếp cuối và thành viên Thái Ngân bị loại. Nhiều khán giả cho rằng nếu không chọn đội một cách cẩn thận, Jin Tuấn Kiệt sẽ bị loại nếu điểm cá nhân không còn cao như những tập đầu. Được biết, Jin Tuấn Kiệt tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc khi vào học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Tuy nhiên, anh đã nổi tiếng hơn với sự nghiệp diễn xuất nhờ vẻ ngoài hình điển trai và phong cách thời trang độc đáo. Nhiều đạo diễn trong ngành đã để mắt đến anh và mời tham gia các dự án điện ảnh. Năm 2018, Jin Tuấn Kiệt ghi dấu ấn với vai Đức Mẫn trong bộ phim Gia đình là số 1 phiên bản Việt Nam. Sau thành công đó, anh tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim lớn nhỏ và ghi danh trong làng điện ảnh Việt. Không chỉ xuất sắc trong diễn xuất, Jin Tuấn Kiệt còn là một ca sĩ có tên tuổi. Anh thường ra mắt các ca khúc hay và truyền cảm đến khán giả. Giọng hát trầm ấm và giai điệu sâu lắng của anh đã chinh phục một lượng đông fan nữ, đưa tên tuổi Jin lên tầm cao mới trong làng âm nhạc Việt. Ngoài diễn xuất và âm nhạc, Jin Tuấn Kiệt còn tham gia vào nhiều game show truyền hình lớn nhỏ. Với khả năng ứng biến, tính cách hài hước và lém lỉnh, anh luôn mang lại niềm vui cho khán giả qua màn hình nhỏ. Năm 2018, chương trình Sing My Song đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả. Năm 2022, Jin Tuấn Kiệt đoạt danh hiệu nam diễn viên truyền hình được yêu thích ở giải Ngôi Sao Xanh với phim Xui Ra hay Xui Ra. Dương Domic. Từ trước công diễn 1, Dương Domic đã là cái tên được réo gọi trong các danh sách ca sĩ bị loại. Dù vậy, anh lại được các nhóm trường và đồng nghiệp đánh giá cao nhờ giọng hát tốt, có khả năng sáng tác và sản xuất. Ở công diễn 1, nhóm của Dương Domic xếp hạng 4, nhưng đến công diễn 2, nhóm Hào Quang của nam ca sĩ được an toàn. Trên các diễn đàn, khán giả nhận xét Dương Domic chưa có độ nhận diện cao, dễ trở nên mờ nhạt giữa 29 ca sĩ còn lại. Được biết, Dương Domic từng được biết đến là nghệ sĩ được đào tạo theo tiêu chuẩn thần tượng Hàn Quốc, trực thuộc IT Entertainment. Năm 2021, anh ra mắt MV đầu tay mang tên Candy, ca khúc mang hơi hướng hip-hop, R&B và dance pop. Dù có nhiều hương vị quốc tế, Candy vẫn chiếm được cảm tình của khán giả yêu nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình sản xuất Candy gặp nhiều khó khăn do đại dịch kéo dài. Anh đã phải ăn ở, tập luyện tại công ty suốt gần 4 tháng lockdown thành phố. Dự án bị hoãn lại nhiều lần trong suốt 2 năm, nhưng anh không nản chí, luôn kiên trì trau dồi và hoàn thiện bản thân để mang lại một Dương Domic hoàn hảo nhất đến khán giả.
MV Candy do đạo diễn Ứng Duy Kiên sản xuất và biên đạo, nổi tiếng Lê Vinh dàn dựng vũ đạo. Đặc biệt MV có sự tham gia của rapper Microdot tạo nên một sản phẩm âm nhạc chất lượng. Sự nghiệp của anh gặp thử thách lớn khi công ty chủ quản đột ngột thông báo đóng cửa sau khoảng một năm. Anh chia sẻ với báo chí rằng cảm thấy bơ vơ và hụt hẫng, phải cố gắng rất nhiều để tiếp tục hành trình âm nhạc. Hiện tại, Dương Đô Mích đầu quân cho công ty Dow Entertainment cùng các nghệ sĩ 52HZ, Rio, Minh Đình và Han. Anh bày tỏ rằng, gia nhập Dow Entertainment là quyết định đúng đắn vì công ty tôn trọng con đường anh chọn và mang lại lợi ích, niềm tin cho cả đôi bên. Win. Win là một trong những rapper có phong cách cá nhân độc đáo ở Anh Trai Say 2. Anh còn là một tín đồ thời trang nổi tiếng, từng lên bìa tạp chí Elle Trung Quốc. Tuy nhiên, màn thể hiện của Win chưa nổi bật. Khán giả nhớ đến anh chủ yếu nhờ nụ hôn với vũ công nữ trên sân khấu, hút biểu diễn các ca khúc hút hit drama. Win chưa có chiến thắng nào cùng nhóm. Sau đêm thi 1, điểm cá nhân của nam rapper cũng nằm trong top cuối. Sau vòng 2, đội của anh do Isaac làm trưởng nhóm cũng không có kết quả tốt. Vì vậy, khán giả dự đoán Win có khả năng phải dừng chân sớm tại Anh Trai Say 2. Dù là một gương mặt trẻ, Win đã sở hữu một profile ấn tượng từ âm nhạc cho đến thời trang. Là một nghệ sĩ full package, Win Lê không chỉ nổi bật trong vai trò một ca sĩ mà còn là một rapper đầy tài năng. Mỗi bài nhạc của anh đều chứa đựng những câu chuyện có khi mộc mạc nhưng lại lôi cuốn người nghe vào những thước phim của tuổi trẻ, khiến họ trân trọng khoảng thời gian này. Win Lê được biết đến là một rapper trẻ tuổi và tài năng. Anh sở hữu nhiều ca khúc đang được yêu thích trong giới underground Việt Nam. Những ca khúc của anh thường mang đậm phong cách nổi loạn, mạnh mẽ và đa dạng màu sắc. Một số ca khúc nổi tiếng của Win Lê bao gồm Ai Biết, Alive With How Hook. Năm 2019, Win Lê hợp tác với Naomi trong các ca khúc She's Dead, Rebrush và Alive With How Hook. Các ca khúc này đã gây ấn tượng mạnh với khán giả yêu nhạc rap. Năm 2020, Win Lê phát hành hai bài hát mới là Alone và Một Người Vì Em. Trong đó, Một Người Vì Em đã đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau một tuần ra mắt. Năm 2023, Win Lê đã hợp tác với Tờ Linh trong ca khúc ngay lập tức trở thành một bản hit khuấy đảo cộng đồng yêu rap. Win Lê còn nổi tiếng với phong cách thời trang độc đáo. Anh có thương hiệu thời trang riêng với phong cách India nổi bật. Phong cách thời trang của Win thường theo phong cách 80S, 90S, 2000S và sáng tạo nhạy bén. Ngoài ra, âm nhạc của Win Lê còn đa dạng, pha trộn giữa hai màu sắc hoàn toàn đối lập nhau. Sự pha trộn này tạo nên sự tươi sáng, chút lãng mạn và dễ chạm vào cảm xúc người nghe. Anh cũng tham gia đóng phim Trường Học Bá Vương với vai chính và là diễn viên trong MV Ngày Tận Thế của ca sĩ Tóc Tiên được mọi người tìm kiếm. Với vẻ ngoài điển trai, tư duy âm nhạc mới mẻ, gu thời trang chất lừ và không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào, Win là hình mẫu của một nghệ sĩ Gen Z đa tài. Capson. Capson là giọng ca nhỏ tuổi nhất chương trình. Trong các vòng trước, dù giành 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng điểm cá nhân của Capson lại đứng vị trí áp chót. Việc là em út của Show cũng khiến Capson khó cạnh tranh hơn với các đàn anh về thời lượng lên hình cũng như vai trò trong nhóm nhỏ. Trước đó, các danh sách người bị loại được lan truyền trên mạng đều nhắc tên Capson. Anh cũng là một trong những người thuộc vòng nguy hiểm ở đêm thi 1. Sang đêm thi 2, Capson và đội Song Luân cũng không có thứ hạng tốt. Được biết, khi quyết định chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, ban đầu mẹ anh rất lo lắng. Tuy nhiên, sau khi hiểu được những tâm sự của anh, mẹ đã động viên. Nếu con thực sự tin vào bản thân và cảm thấy mình đã đủ trưởng thành, vững vàng, thì con hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, mẹ tin con. Anh từng tham gia cuộc thi King of Rap, nhưng khi đó anh vẫn còn non nớt, chưa đủ trưởng thành và chín chắn trong âm nhạc. Sau 3 năm rèn luyện và thay đổi bản thân, anh quyết định tham gia Rap Việt. Đây là chương trình về rap tốt nhất Việt Nam nên anh đã đăng ký dự thi. Trong suốt 3 năm đó, anh đã tìm ra những điểm riêng biệt của bản thân và phát triển chúng. Vì vậy, giữa dàn thí sinh đa dạng và mới mẻ của Rap Việt mùa 3, anh vẫn giữ được sự tự tin nhất định. Khi tham gia Rap Việt, anh đã bảo lưu việc học để tập trung thi. Anh chọn học online và quyết tâm lấy bằng đại học. Trước hết là để mẹ vui lòng và cũng để tự hào về bản thân. Sau đó biết đâu tấm bằng đó sẽ hỗ trợ cho công việc đào tạo của anh trong tương lai. Capson bắt đầu thu hút sự chú ý ngay từ màn trình diễn đầu tiên với bài hát Để Anh Sang. Với phong cách biểu diễn độc đáo và sự tự tin trên sân khấu, anh đã chinh phục huấn luyện viên B-Ray và gia nhập vào đội của ông. Từ đó, Capson đã tiếp tục khẳng định bản thân và trở thành một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Capson không chỉ là một rapper xuất sắc mà còn sở hữu kiến thức vững vàng về âm nhạc. Với việc học tập tại Trường Đại học Thăng Long, khoa âm nhạc ứng dụng,
anh đã tích lũy được những kiến thức cần thiết để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng và sáng tạo. Khả năng kết hợp giữa các yếu tố âm nhạc và rap đã giúp Capson tạo nên sự đột phá và khác biệt trong cuộc thi Rap Việt mùa 3. Với tương lai sáng lạng và lòng đam mê âm nhạc rap, Capson là một cái tên đáng để trong cuộc thi này. Sự kết hợp giữa tài năng rap đặc biệt và kiến thức âm nhạc vững vàng của anh đã tạo nên sự độc đáo và thu hút người xem. Anh đã phát hành một số sản phẩm đáng chú ý như Quên Dần Quên, It's Hate Me cùng với B-Ray, Hoàn Hảo cùng với B-Ray, Mong Em Sẽ Cố Quên.